Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một sản phẩm đó là bún khô. Nghe rất là lạ đúng không nào? Trước giờ thì mình chỉ thường ăn bún tươi, bún bình thường thôi, nhưng mà hôm nay mình lại nghe được một loại đó là bún khô. Nhiều người có thắc mắc là bún khô có dễ nấu không này, ăn có ngon không, hay là có thể ăn với những món gì, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một chút về cách nấu bún khô. Chúng ta sẽ luộc bún và các bạn có thể tham khảo cái hướng dẫn của mình ngay sau đây. Khi mà luộc thì chúng ta sẽ cho nhiều nước một chút để giảm độ dính của bún và đồng thời ngâm bún trong nước khoảng 5 đến 10 phút. Khi nước luộc bún sôi thì chúng ta sẽ thả bún đã ngâm vào nồi, thời gian luộc khoảng 5 phút đồng hồ. Sau đó thì các bạn sẽ ăn thử một sợi bún xem nào đã chín chưa này. Nếu chưa chín đúng ý thì các bạn có thể ngâm thêm 1 hoặc là 2 phút ở trong nồi. Sau đó thì các bạn sẽ đổ bún ra cái giá cho ráo nước rồi dội nước lạnh lên để cho bún hạ nhiệt và làm cho bún tơi hơn. Như thế là các bạn đã hoàn thành xong cái việc luộc bún rồi. Nếu mà các bạn muốn bún bắt mắt nhìn đẹp hơn thì có thể cho một chút dầu ăn và đảo đều lên. Với bún khô thì chúng ta sẽ có thể làm được nhiều món, ví dụ như là bún nước này, bún trộn, bún ăn lẩu, bún cuốn vỏ ram hoặc là pizza bún. Cái cách luộc bún khô thì rất là đơn giản và không có gì phức tạp cầu kỳ đúng không nào các bạn? Thay vì cái việc mà chúng ta mua bún ở ngoài chợ thì chúng ta có thể mua sẵn những cái túi bún khô để ở trong nhà và nó rất là tiện cho việc chúng ta sử dụng. Ở trên thị trường hiện nay thì có rất nhiều những cái loại bún khô và hôm nay thì mình đã sắm được một số vị bún mà các bạn có thể tham khảo. Ví dụ như là bún tươi gạo lứt thì nó sẽ có màu này, màu đen. Hoặc là bún ngô tươi nó sẽ có màu vàng, nó sẽ là vị ngô này. Hay là bún cẩm tươi, nó được làm từ lá cẩm, các bạn có thể nhìn thấy đây, nó màu tím nhá, nhìn ánh điện của mình nó hơi sáng một chút. Hay là bún sen, bún sen thì nó sẽ có màu trắng như cái sợi mì. Tuy nhiên thì đây là bún khô các bạn nhé. Các bạn có thể xem cái cách chế biến mà mình vừa hướng dẫn vừa ở để nấu luộc được bún. Và một gói bún này là trọng lượng là 400 g, bún lạng đấy. Ngoài ra thì còn có cả loại bún có trọng lượng 1 cân nữa. Ở đây thì những cái túi bún này mình mua ở Sen Food và cái địa chỉ số điện thoại để mua hàng, đặt hàng thì mình đã dán lên góc màn hình rồi. Các bạn có thể gọi điện đến Sen Food để đặt bún nhé. Có hai loại trọng lượng đó là 4 lạng và 1 cân. Thì ở đằng sau nó cũng có cách sử dụng. Đây là một sản phẩm của Việt Nam và của Sen Food các bạn nhé. Mình ăn thử và thấy rất là ngon nên mình muốn chia sẻ với các bạn. Các bạn có thể liên hệ tới số điện thoại của Sen Food mình dán ở góc màn hình để mua sản phẩm. Video của mình xin dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào các bạn.